Xin chào quý vị và các bạn. Nơi có thời tiết đáng chú ý nhất trong nhiều ngày nay là các tỉnh thành miền Trung khi mà mưa lớn kéo dài. Với tổng lượng mưa trong 24 giờ từ 13 giờ hôm qua đến 13 giờ trưa nay, nhiều nơi trên 100mm như Lộc Trì ở Thừa Thiên Huế là 174mm, ở Hòa Bắc Đà Nẵng đạt 130mm, với Cát Hanh Bình Định 218mm, hay như tại sông Hinh Phú Yên là 169mm. Dự báo đêm nay và ngày mai mưa lớn có xu hướng giảm về cường độ và thu hẹp về diện trên khu vực này. Phổ biến từ Quảng Bình đến Khánh Hòa sẽ là những cơn mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày nên nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp tiếp tục được đưa ra với người dân khu vực này. Còn về nền nhiệt độ, các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét với nhiệt độ trưa chiều cũng chỉ từ 19 cho tới 22 độ. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam, Quảng Ngãi tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, trưa chiều nhiệt độ sẽ tăng nhẹ lên khoảng 24 đến 27 độ. Còn lại từ Bình Định đến Bình Thuận cao nhất ngày trong khoảng 27 đến 29 độ. Trở ra với các tỉnh thành miền Bắc, khối không khí lạnh tăng cường lệch đông nên tại đây trời nhiều mây, có mưa nhỏ tập trung tại vùng núi phía đông về đêm và sáng. Còn lại các nơi khác thì phổ biến không mưa, trời rét với mức nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ tại vùng núi và từ 15 tới 17 độ với các tỉnh thuộc Trung Du và Đồng Bằng. Nhiệt độ cao nhất cho ngày mai tại hầu khắp khu vực sẽ dao động trong khoảng 18 đến 21 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có huyện đảo Hoàng Sa, tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Còn với khu vực giữa và Nam Biển Đông, gió Đông Bắc yếu hơn. Tuy nhiên tại đây còn có mưa rào và dông rải rác, và trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Đến đây bản tin thời tiết tổng hợp ngày 8 tháng 12 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.